Ngày 16 tháng 11 vừa qua nhằm ngày mùng 4 tháng 10 năm Quý Mão, tại chùa Từ Nhãn, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 5 năm ngày cố hòa thượng Thích Nguyên Trực, thành viên hội đồng chứng minh, chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh, viện chủ chùa Từ Nhãn, viên tịch quan lâm chứng minh và tham dự có chư tôn đức giáo phẩm ban chứng minh ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu chư tôn đức tăng ni trong và ngoài tỉnh cùng về dân hương tưởng niệm cố hòa thượng thích nguyên trực thế danh phạm đình khâm tự trì hạnh hiệu diệu liên người làng hội phú xã an ninh huyện tuy an tỉnh phú yên ngài là chứng minh ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu nguyên phó trưởng ban thường trực ban trị sự tỉnh nguyên trưởng ban tăng sự tỉnh nguyên phó hiệu trưởng trường cao trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, khai sơn viện chủ chùa Từ Nhãn. Hòa thượng viên tịch ngày 4 tháng 10 năm Mậu Tuất 2018, trụ thế 76 năm, Hà Lạp 56 năm. Tại buổi lễ, Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Quang Lâm Tổ Đường Dân Hương Tưởng Niệm Giác Linh Hòa Thượng Thích Nguyên Trực, bậc tổng lâm thạch trụ của Phật giáo tỉnh nhà. Sau đó, Quang Lâm trai đường chứng minh lễ cúng dường trai tăng, báo đáp ân sư của môn đồ Pháp Quyến. Tại lễ trai tăng, Thượng tọa Thích Quang Phổ trụ trì Chùa Từ Nhãn, đại diện môn đồ pháp quyến dân lời tác pháp cúng dường. Ban đạo từ Hòa Thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã ôn lại kỷ niệm với Cố Hòa Thượng. Ngài tháng phục trước tinh thần Bồ Tát Đạo, sự khiêm cung, giới đức của một bậc thầy khả kính, bậc Tổng lâm thạch trụ của Phật giáo nước nhà bên cạnh đó hòa thượng sách tấn toàn thể môn đồ pháp quyến nên tiếp nối những hạnh nguyện của tổ thầy cùng nhau phát triển tông môn góp phần trang nghiêm tự thân cũng như trang nghiêm ngôi nhà giáo hội